Kênh Mai Vàng Tấn Lộc xin chào cô chú anh chị đang xem kênh và đang theo dõi kênh. Thì hôm nay em có đến nhà của một người anh, thì nhà ở Long An. Thì một người anh cũng có muốn giao lưu với cây mai này với cô chú anh chị. Đây, khá là cao cô chú anh chị. Cây này cao khoảng 5,5 m, tầng ngang khoảng 4 m cô chú anh chị. Thì người anh cũng muốn giao lưu với cô chú anh chị mình cây mai này luôn. Thì đây, em vô trong em quay cái thông số hoành neo cho cô chú anh chị mình xem. Đây là hoành neo 58 cô chú anh chị. Đây, hoành neo 58. Đây, em đo cái dàn, em quay cái dàn đế cho cô chú anh chị mình xem. Dàn đế. Cái dàn đế cho cô chú anh chị mình xem để tham khảo. Đó. Đế cộng nào cũng lấy là rất là lực nha cô chú anh chị. Đế cộng rất là lực. Quay xa xa cái dàn đế cho cô chú anh chị mình xem. Thì bên này thì nó mọc bờ sông cho nên là bên này nó không có đế cô chú anh chị, chỉ có ở bên này là có cô chú anh chị. Cây nó cũng hay, cái dáng nó cũng hay nghiêng. Cho nên là dàn đế nó cũng cây nó cũng hay nghiêng. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó là hoành neo 58. Để em đo nhích xuống dưới củ nở cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Nhích xuống củ nở là hoành neo 62 nha cô chú anh chị. Đây, xuống củ nở sát đế là hoành neo 62. Thì cây này thì tính hoành neo 58. Tổng nồi đế cái này cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Đây, em đo cho cô chú anh chị mình xem tham khảo. Tổng nồi đế này là 300 nha cô chú anh chị. Tổng nồi đế này là 300. Đây cũng khá lớn. Đo này cho cô chú anh chị xem. Đó, đo ngay củ nở đó rồi cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Này củ nở nếu đo về là mình 65 nha cô chú anh chị. Đó, rồi nhích lên đo cái hoành neo ngay đây nè. Đó, để em đo hoành neo cái chỗ thông số nhỏ nhất cho cô chú anh chị mình cho chuẩn. Thì hoành neo về là nè, tính 55 nha cô chú anh chị. 55. Đó. Còn em nhích xuống đây dưới đây tí nữa là hoành neo 58, nhích lên đây là 55. Nhích xuống đây là cụ nở là 60 65. Rồi, em quay chi cành cho cô chú anh chị mình xem tham khảo. Cái này là một cốt hai thân nha cô chú anh chị. Đây, một cốt hai thân, ngày xưa là nó cũng lên là một cốt hai thân. Quay cho cô chú anh chị mình xem một cốt hai thân mà lên cái khúc đây này là nó trẻ ra còn có một thân chính cô chú anh chị. Trẻ nó còn có thân chính. Cây chi cành đóng rất đều, một thân một cốt dốt đột luôn cô chú anh chị. Em qua quay cho cái đột chủ cho cô chú anh chị mình xem. Đó. À. Quay cái đột chủ cho cô chú anh chị mình xem. Chi cành đóng rất là đều tứ diện. Đây, quay cái đột chủ cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Một thân một cốt chốt đột thẳng tưng luôn nha cô chú anh chị. Này là cái thân chủ, thân chính của nó là thẳng một cốt nha cô chú anh chị. Đây. Đó, quay cho cô chú anh chị xem. Đó, chị cành đóng rất là đều tứ diện. Chị cành đóng rất là lực. Cây này cành rinh luôn nha cô chú anh chị, chứ không có cây chỉnh sửa nha cô chú anh chị. Chủ nhà cũng nói là cây này trồng cũng 30 năm nha cô chú anh chị. Chi cành đóng rất là đều. Đều tứ diện. Cây khá là cao cô chú anh chị. Chi cành đóng rất là đều. Đó này là ngày xưa nó lên một cốt, rồi lúc đó gió nó gãy, chủ nhà có nói là gió nó gãy cho nên là nó lên ở cây
tới cái nhánh đây là nó hết rồi nghe cô chú anh chị, thì nó cũng ta đó. Thì nó cũng là một chỉ cần đóng rất là liều đó. Quay cái dàn xương bên này cho cô chú anh chị mình xem, quay cái dàn xương cô anh chị mình xem. Đi cành đóng rất là đều tứ diện luôn anh cô chú anh chị. Quay từ trên xuống dưới cô chú anh chị mình xem là cái dàn đế. Dàn đế này cũng rất là khá lớn. Lên trên quay cho cô chú anh chị mình xem chi cành xương. Chi cành đóng đều. Đến đột là thẳng tưng luôn anh cô chú anh chị. Đó. Chỉ cần đóng rất là đều. Thì cô chú anh chị nào hộp nhẫn thì mình cứ alo cho em, rồi em quay thông số cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Chỉ cần đóng rất là đều tứ diện. Đây, khá là có duyên cô chú anh chị. Đây thì gốc nó hai lắc nhẹ, thì hồi xưa trồng nó sát cái bờ mương bờ sông cô chú anh chị, nên là cây nó hay lắc màu sát đó. Nó dàn đế màu đế thân lên 50 chi cành đóng đều tứ diện luôn cô chú anh chị, rất lực. Cành đóng rất là đều. Em đi xa xa em quay hết cái dàn tại. Cái này chiều cao 5,5 m, tán ngang 4 m nè cô chú anh chị. Đây khá là cao. Thì em xin nhắc lại là giá là 30 triệu nha cô chú anh chị. Cái này em vô lưu giá 30 triệu bao bứng ra xe cho cô chú anh chị mình luôn. Thì chủ nhà cũng có báo với em. Giá 30 bao bứng ra tới xe cho cô chú anh chị mình. Đây rất là có duyên, tròn đều, chi cành đóng đều tứ diện. Thì cô chú anh chị nào hợp nhãn thì mình cứ alo cho em. Cô chú anh chị mình xem là cái dàn đế. Rồi, cô chú anh chị xem kênh hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai Vàng Tấn Lộc, để Mai Vàng Tấn Lộc có nhiều động lực qua những video tiếp theo cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo. Rồi, tại vườn 30 triệu bao bứng lên xe cho cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị.